Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Quý vị các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, vấn đề làm đẹp luôn là nhu cầu của cuộc sống. Và chính vì vậy, chương trình luôn muốn dành tặng cho một nửa thế giới những món quà thật ý nghĩa để họ tự tin và có cơ hội thay đổi gương mặt của mình một cách đẹp hơn và hoàn thiện hơn. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin trao tặng một phần quà tiếp theo đến cho vị khán giả mang tên là Lê Huyền đến từ Bình Dương. Và bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ bạn Lê Huyền cũng như bác sĩ Phương Khánh Long. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Chí Quang. Xin chào Huyền. Chào bác sĩ, chào MC Chí Quang. Chào bạn Huyền. Bạn Huyền thân mến, bạn là khán giả may mắn tiếp theo của chương trình nhận được một gói là nâng mũi miễn phí. Vậy thì tâm trạng của bạn khi mà nhận được thông tin báo của chương trình? Huyền rất là vui, cũng hơi hồi hộp một tí. Bây giờ gặp bác sĩ rồi, bây giờ bạn Huyền có thể trao đổi với bác sĩ về cái mũi của bạn, bạn cần thay đổi như thế nào? Sống mũi của em thì theo như mọi người nói thì nó hơi bị gãy ở phần này. Không biết là sau khi mà bác sĩ quan sát thì bác sĩ sẽ giúp em chỉnh sửa nó bằng phương pháp nào để cho nó an toàn mà nó đẹp ạ? Cái trường hợp của bạn đó thì nãy giờ khi mà giao tiếp với bạn thì đã có quan sát rồi. Cái phần gốc mũi này của bạn nó rất thấp, chắc chắn là chúng ta cần phải nâng lên. Và một cái hiệu ứng mà khi mà bạn thấy mà khi mình nâng cái phần sống mũi lên á, ngoài cái chuyện mà cái mũi đẹp ra, nó còn làm cho cái đôi mắt đẹp hơn nữa. Cái này thì ít có người để ý, nhưng mà bởi vì mình làm trong ngành lâu năm, mình biết rằng khi mà mình nâng cái mũi lên thì cái đôi mắt nó cũng sẽ đẹp theo. Và bạn nhìn nghiêng cái hình mình. Bạn Huyền thì cũng có phần giữa sống cũng có sống đấy, cũng có sống một ít. Và khi mà chúng ta nâng cái phần gốc mũi lên đó thì đồng thời với cái kế hoạch của cái mũi này thì mình cũng sẽ nâng cái phần đầu mũi lên một tí. Rồi bây giờ bạn Huyền mình nặng đầu mũi của bạn Huyền cũng hơi tròn to, do đó khi mình nâng lên như vậy thì chúng ta sẽ làm cho nó gọn lại, lợi cho đôi đường, mũi đẹp và mắt đẹp và gương mặt mình đẹp hơn cả ba đường chứ, đúng không bác sĩ? Mà chúng ta cũng thắc mắc một chút xíu là về kỹ thuật của bác sĩ khi mà đối với cái sóng mũi của bạn Huyền thì bác sĩ dùng sóng tự thân hay là sóng nhân tạo? Chúng ta sẽ dùng kỹ thuật là chúng ta nâng lên và chúng ta sử dụng chất liệu phối hợp, tức là vừa sử dụng cái chất liệu nhân tạo vừa sử dụng chất liệu tự thân. Chất liệu nhân tạo nó có một cái ưu điểm của nó có những cái ưu điểm riêng của nó, và chúng ta sử dụng những cái ưu điểm này để sử dụng vào đúng cái mục đích, đúng cái vị trí mà nó phát huy cái ưu điểm. Cũng như tại sao phải lấy chất liệu tự thân? Chất liệu tự thân này nó sẽ hạn chế cái nhược điểm của cái chất liệu nhân tạo, và như vậy thì cả hai cái chúng ta đều sử dụng những cái ưu điểm của nó để chúng ta trong một cái phẫu thuật nâng mũi thì như vậy thì nó sẽ vừa đẹp mà vừa bền vững. Sao rồi Huyền? Sau khi nghe bác sĩ tư vấn thì Huyền giải tỏa được cái sự lo lắng trong lòng mình chưa? Dạ, sau khi nghe bác sĩ tư vấn xong thì em cảm thấy rất là yên tâm, cũng rất là thích chờ xem mũi của mình như thế nào. Nhưng mà phải từ từ, phải có thời gian mới đẹp được, đúng không nè? Dạ đúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị nào muốn trở thành khán giả may mắn, có cơ hội làm đẹp hơn, thay đổi diện mạo của mình qua bàn tay và phẫu thuật thẩm mỹ năm 2013 bác sĩ Vương Khánh Long, thì hãy nhắn tin gửi đến tổng đài 8283. Và bây giờ thì hãy chúng ta xin chào và mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình Phụ nữ chúng mình.